Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với channel mình Kitten Mail Van. Hôm nay mình quay video về mèo Min, và hôm nay mình có một trang phục mới trong cái chuyên mục thời trang của mèo Min. Đây là một cái khăn cổ mới thiết kế cho bé mèo Min, trông khá là thú vị. Để chéo này. Đấy. Mình sẽ làm đẹp cho mèo Min nhé. Và các bạn xem video thấy thú vị hãy nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ channel của Kitten Mail Van nha. Đây là mèo Min. Mèo Min có một cái khăn. Khăn này thì rất là phù hợp vào mùa đông, hoặc là khi mà các bạn phải nhỏ gáy thì mình sẽ dùng cái khăn này để bạn ấy đỡ liếm vào.